xin được gửi lời chào đến quý phụ huynh và các bạn học sinh đã quay trở lại với số phát sóng tiếp theo của chương trình Nhân văn Talk Show chuyện ngành, và tôi là Quốc Huy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một lĩnh vực cũng rất là được các bạn trẻ rất là quan tâm và cũng như là gắn liền với sự phát triển của kinh tế xã hội cũng như là dân cư tại Việt Nam, đó chính là ngành đô thị học. Và cùng chia sẻ với Quốc Huy cũng như là các bạn học sinh trong chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu thầy Tiến sĩ Lê Thanh Hòa, trưởng khoa đô thị học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị phụ huynh và học sinh thân mến. Dạ, trong quá trình em tìm hiểu thì cũng có rất là nhiều các bạn học sinh có mong muốn được hiểu rõ hơn về ngành đô thị học, bởi vì là có thể là các bạn mong muốn được làm việc trong lĩnh vực này bởi vì các bạn nhìn thấy được sự phát triển của rất là nhiều đô thị tại Việt Nam, và cũng có rất là nhiều bạn có niềm đam mê và tìm hiểu về quá trình phát triển của đô thị. Vậy thì ngày hôm nay em sẽ xin phép được hỏi thầy một vài câu hỏi xoay quanh lĩnh vực đô thị học để giúp cho các bạn học sinh có thể hiểu rõ hơn về ngành này trong quá trình tương lai sẽ học tập tại trường. Và để có thể mở đầu trong chủ đề bàn luận của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những khái niệm sơ khởi nhất về ngành đô thị học. Và thưa thầy, sau quá trình đổi mới thì Việt Nam ta thì cũng đã có rất là nhiều những cái chính sách để có thể phát triển trong quá trình đô thị hóa, và cũng như là có rất là nhiều những cái sự phát triển và mở rộng của đô thị từ những khu vực nhỏ và sau này đã trở nên rất là rộng lớn hơn. Vậy thì em cũng xin được mời thầy sẽ đánh giá về sự phát triển của ngành đô thị học tại Việt Nam thời gian trước và thời điểm hiện tại, và cũng như là ngành đô thị học sẽ được đào tạo như thế nào tại trường Nhân văn ạ. Cảm ơn MC Quốc Huy. Thì với cái câu hỏi này thì tôi xin được có một vài ý để làm sáng tỏ thêm cái ngành đô thị học của chúng ta. Thì đô thị học nó được phát triển từ khi mà cái công cuộc đổi mới ở Việt Nam cùng với cái quá trình phát triển kinh tế, thì cái mức độ đô thị hóa ở các thành phố lớn ở Việt Nam chúng ta rất là nhanh, tốc độ nó tăng từ 20-30% và có khi tới 50%, cùng với cái tốc độ phát triển dân số. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 thì khoảng 5 triệu dân tới 7 triệu dân, nhưng mà hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đã tới khoảng 9 triệu 7 hoặc 10 triệu dân. Thì với tốc độ phát triển dân số như vậy cộng với quá trình phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam trên cái thương trường quốc tế, đặc biệt là các cái nước trong khu vực châu Á, thì đô thị của Việt Nam ngày càng phát triển bên mở rộng, và bên cạnh đó thì ngành đô thị cũng phải phát triển để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội. Thì đối với cái ngành đô thị học của trường chúng ta thì phát triển từ một cái bộ môn gọi là đô thị học, rồi sau đó là chúng ta phát triển lên thành khoa đô thị từ 2007. Thì mục đích mở cái khoa đô thị học ra là để đáp ứng cái nhu cầu rất lớn của xã hội về cái công tác đào tạo các lĩnh vực trong đô thị học, trong đó ví dụ như là quản lý đô thị, quy hoạch đô thị, rồi kinh tế đô thị, các vấn đề về xã hội văn hóa của đô thị. Thì khoa đô thị đã tiến hành là đào tạo được 16 khóa, sinh viên đã tốt nghiệp. Và cho tới hiện nay thì các bạn ra trường đó đã có những cái công ăn việc làm đó là đáp ứng với cái nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên là để đáp ứng với nhu cầu xã hội trong cái giai đoạn mới này thì khoa đô thị đã tiến hành là điều chỉnh các chương trình đào tạo theo cái chuẩn quốc tế về đào tạo đô thị học. Thì trong đó các cái chương trình được cập nhật những cái môn học mới, những kiến thức mới, và đặc biệt là chú trọng tới kỹ năng hiện nay để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường lao động. Thì khoa đô thị đã điều chỉnh cái chương trình đào tạo theo cái chuẩn quốc tế, đáp ứng cái nhu cầu của cái thị trường lao động. Thì trong đó chương trình đào tạo nhấn mạnh cái việc là trang bị các kiến thức mới và kỹ năng thực hành cũng như kinh nghiệm thực tế cho các bạn sinh viên, để các bạn sinh viên có được cái đủ cái năng lực khi tốt nghiệp tham gia vào cái thị trường lao động, đặc biệt là
sinh viên khoa đô thị có thể với cái chương trình đào tạo mới có thể tham gia ở các cái môi trường làm việc, ví dụ như ở cơ quan nhà nước, các cái tổ chức phi chính phủ và cơ quan tư nhân. Dạ, và em thấy chương trình đào tạo ngành đô thị học tại trường Nhân Văn thì rất là đa dạng cũng như là chuyên sâu để có thể giúp cho các bạn sinh viên có thể là có được những cái kiến thức nền tảng cũng như là những cái kiến thức chuyên sâu để có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Và em cũng muốn được biết là về chương trình đào tạo tại ngành đô thị học tại khoa của mình thì sẽ có những chuyên ngành cụ thể như thế nào và đâu sẽ là những cái kỹ năng mà các bạn sinh viên ngành đô thị học có thể có được để có thể gia nhập thị trường lao động sau quá trình học tập tại trường của mình ạ. Khoa đô thị hiện nay đó là đang tiến hành mở các cái chuyên ngành, trong đó chuyên ngành đầu tiên để mà cũng là một cái chuyên ngành mà nó được Ủy ban Nhân dân thành phố đặt hàng để đào tạo, đó là chuyên ngành về quản lý đô thị. Thì cái khoa đã tiến hành xây dựng cái chương trình đô thị học, đào tạo đô thị học song song với cái chương trình là chuyên ngành quản lý đô thị. Thì đối với cái chương trình đô thị học cũng như là chương trình chia cho cái chuyên ngành quản lý đô thị đó, thì khoa chú trọng thứ nhất là đạt cái chuẩn đào tạo theo chuẩn quốc tế. Đó là một cái điều quan trọng nhất mà cán bộ giảng viên khoa cũng như ban chủ nhiệm khoa là đã tiến hành đáp ứng cái yêu cầu của đặt hàng của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thì trong cái chương trình đào tạo đó của khoa đó thì được thiết kế các cái hợp phần sao cho nó đáp ứng đầy đủ cái kiến thức của đô thị học cũng như về quản lý đô thị. Các kiến thức này sẽ giúp cho các bạn sinh viên theo học 4 năm học đó có đầy đủ các cái kiến thức về quy hoạch đô thị, về quản lý đô thị, về kinh tế đô thị, về xã hội học đô thị và các vấn đề liên quan khác, ví dụ môi trường đô thị. Bên cạnh đó thì chương trình học cũng thiết kế cho các bạn các môn học về kỹ năng thực hành, ví dụ như là kỹ năng về sử dụng các phần mềm thiết kế đô thị như AutoCAD, các phần mềm quản lý đô thị ví dụ như là GIS hoặc là các phần mềm thống kê. Thì với những cái kỹ năng đó cũng như kiến thức chuyên sâu của cái chuyên ngành quản lý đô thị hoặc là ngành đô thị học chúng ta thì các bạn có đầy đủ các cái năng lực thực hành sau khi các bạn tốt nghiệp ngành đô thị học và chuyên ngành quản lý đô thị. Thì cũng thông tin tới các bạn sinh viên thì bắt đầu từ năm nay khoa đô thị học sẽ tuyển sinh cái ngành đô thị học, trong đó có chuyên ngành quản lý đô thị, và cái chuyên ngành này đã được thành phố hỗ trợ đặt hàng về đào tạo các bạn sinh viên phục vụ cho các cái cho thành phố về công tác quản lý đô thị. Thì đó là cái công tác quản lý đô thị hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đó là công tác rất là quan trọng và cái nhu cầu thị trường rất là lớn về cái đội ngũ quản lý đô thị. Thì khoa đô thị đã hoàn thành xong cái chương trình đào tạo đô thị học chuyên ngành quản lý đô thị theo chuẩn quốc tế, đáp ứng theo cái đề án của thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một cơ hội lớn cho các bạn sinh viên khi tham gia vào trong cái chương trình này, nó giúp cho các bạn có những kiến thức mới và những kỹ năng mới cũng như rèn luyện cho các bạn một cái phong cách theo cái tiêu chuẩn quốc tế để các bạn có thể tham gia trong thị trường lao động, đặc biệt là không chỉ thị trường lao động trong nước mà có thể tham gia thị trường lao động ở nước ngoài về lĩnh vực quản lý đô thị. Thì đối với lĩnh vực quản lý đô thị hay đô thị học thì đó là những cái lĩnh vực mà có thể các bạn nó đáp ứng cái nhu cầu của xã hội rất là lớn và nó giúp cho các bạn sinh viên có thể tham gia vào về thị trường lao động, ví dụ như các bạn có thể làm việc ở các cái cơ quan nhà nước về quản lý đô thị, chẳng hạn như chúng ta có thể quản lý nhà ở, chúng ta có thể quản lý về giao thông đô thị, chúng ta có thể quản lý về xây dựng các cái chính sách phát triển đô thị hoặc là phát triển về kinh tế đô thị. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể tham gia vào trong các lĩnh vực như là truyền thông đô thị, hoặc là chúng ta có thể tham vực các cái lĩnh vực như là quảng cáo của phát triển các cái ngành nghề mới của đô thị, hoặc là chúng ta có thể tham gia trong lĩnh vực giảng dạy hoặc là nghiên cứu khoa học. Hiện nay thì sinh viên tốt nghiệp của khoa đô thị có thể tham gia ở các cái viện nghiên cứu liên quan đến đô thị hoặc là làm việc ở các cái sở quy hoạch kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các cái tỉnh, hoặc là tham gia trong cái lĩnh vực ví dụ như là kinh doanh bất động sản.
hoặc là sắp tới thì chúng ta có những cái lĩnh vực mới, ví dụ như là quản lý nhà ở hay là quản lý chung cư, thì những cái kiến thức mà ngành quản lý đô thị nó sẽ giúp cho các bạn có những cái kỹ năng để làm những cái việc mà cái yêu cầu của một cái đô thị hiện đại đang cần. Và cái xu hướng mới hiện nay đó, khoa cũng chú trọng, tức là đào tạo cho các bạn cái kiến thức về đô thị xanh, đô thị thông minh và đô thị tuần hoàn. Thì cái đó là những cái kiến thức mà hiện nay thành phố Hồ Chí Minh cũng như các thành phố lớn trên ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung là người ta đang bắt đầu triển khai để xây dựng các thành phố. Mục đích là gì? Để cho các thành phố này phát triển bền vững. Thì đó, khoa nắm trước những cái nhu cầu đó để đào tạo những cái kiến thức đó để giúp cho các bạn ra có những cái cơ hội việc làm. Không chỉ có một cái chương trình đào tạo chuyên sâu mà khoa cũng đã luôn luôn đổi mới để có thể nắm bắt được cái sự phát triển của xã hội. Và em cũng thấy được rằng là những cái định hướng công việc cho các bạn sinh viên của ngành đô thị học cũng sẽ rất là rõ ràng. Và em thấy rất là đa dạng luôn. Tức là các bạn sinh viên hoàn toàn có thể làm được trong nhiều những cái môi trường làm việc và từng lĩnh vực cụ thể khác nhau, không đơn thuần là chúng ta chỉ có quản lý đô thị, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà khi mà quay trở lại đối với chuyên ngành chủ chốt của ngành đô thị học, đó là quản lý đô thị, vậy thì không biết là thầy đánh giá như thế nào về những cái môn học sẽ được giảng dạy trong cái chuyên ngành này, và khi mà bước chân vào thị trường lao động đi thì đâu sẽ là những cái thuận lợi và những cái khó khăn của sinh viên ngành đô thị học cũng như là chuyên ngành quản lý đô thị sẽ gặp phải trong tương lai ạ? Thì đối với các bạn mà theo học cái ngành đô thị học nói chung và cái chuyên ngành quản lý đô thị nói riêng, thì các cái môn học thiết kế cho các bạn đó là chủ yếu là để nâng cao cái kiến thức chuyên sâu về đô thị học, về quản lý đô thị. Ví dụ có những cái môn, ví dụ như môn quản lý đô thị nè, môn quy hoạch đô thị, môn hình thái đô thị, hoặc là các cái môn học về kỹ năng, chẳng hạn như là ứng dụng những cái công nghệ mới, ví dụ trong đô thị, hoặc là những cái môn về phát triển về đô thị xanh, đô thị tuần hoàn. Thì đó là những cái môn học mà mấu chốt để giúp cho các bạn sinh viên có những cái kiến thức nền tảng và chuyên sâu để hoàn thành cái khóa học. Thì những cái khó khăn mà sinh viên đô thị đang gặp phải, thứ nhất là các bạn sẽ học một số cái kỹ năng mới, cho nên là nó đòi hỏi các bạn cũng phải đầu tư khá nhiều về mặt tư duy, về mặt kỹ thuật. Ví dụ như các bạn có môn những cái môn thực hành như AutoCAD, như là GIS, hoặc là những cái môn về thống kê, thì các bạn sẽ có học những cái môn về xử lý số liệu thống kê của đô thị, hoặc là các cái môn về thiết kế đồ họa bằng cái công cụ phần mềm chuyên dụng, ví dụ AutoCAD cho ngành đô thị. Kỹ năng thực hành ví dụ như là môn GIS giúp cho hỗ trợ cho cái việc quản lý đô thị. Thì trong cái môn GIS là một cái công cụ, một phần mềm, hay là mình còn gọi là một công cụ hỗ trợ cho rất là tốt cho cái lĩnh vực về đô thị học cũng như là quản lý đô thị. Nó giúp cho chúng ta có thể là xây dựng cái cơ sở dữ liệu quản lý đô thị, rồi chúng ta có thể đánh giá những cái tác động đối với đô thị, và chúng ta có thể định hướng xây dựng các bản đồ về định hướng phát triển không gian đô thị, vân vân. Thì đó là những khó khăn, nhưng tuy nhiên kinh nghiệm tôi thấy là nếu như các bạn sinh viên có những cái nỗ lực lớn đầu tư trong quá trình suốt 3 năm rưỡi học đó, thì chúng ta sẽ có thể hoàn thành cái chương trình học này. Một cái lưu ý mới là đối với cái chuyên ngành quản lý đô thị đó, thì các bạn sẽ được đào tạo theo cái yêu cầu của chuẩn về trình độ quốc tế đó, là các bạn sẽ được tăng lên nửa năm, có nghĩa là các bạn sẽ được đào tạo 4 năm so với cái ngành đô thị học. Thì đó là một cái điểm mới để giúp cho các bạn sinh viên có thêm kiến thức mới, có thêm kỹ năng mới và kinh nghiệm, cũng như sau khi các bạn ra trường này các bạn có thể thành thạo tham gia thị trường lao động một cách thành thạo những cái yêu cầu của thị trường lao động. Đặc biệt đối với cái chuyên ngành quản lý đô thị thì chỉnh trình độ quốc tế đó, thì cái điều kiện ngoại ngữ cũng là một cái điều kiện bắt buộc để các bạn tham gia, thì các bạn phải có những cái yêu cầu trình độ nhất định để tham gia cho hầu hết các môn học của ngành quản lý đô thị đó, thì nó sẽ được dạy từng bước bằng cái ngôn ngữ tiếng Anh để các bạn có được những cái
về những cái kiến thức theo cái chuẩn quốc tế, đáp ứng cái chuẩn đào tạo của chương trình này. Xin hết. Dạ, và sau khi lắng nghe những thông tin chia sẻ của thầy Thanh Hòa thì em có thể thấy rằng là những cơ hội của ngành đô thị học, của các bạn sinh viên ngành đô thị học thì cũng có rất là nhiều, nhưng mà bên cạnh đó thì những khó khăn và những cái điều mà chúng ta cần phải khắc phục thì cũng luôn luôn là hiện hữu, nhưng mà đâu đó thì chỉ cần là cố gắng trau dồi cũng như là cải thiện, cập nhật những kỹ năng mới thì vẫn có thể là nắm bắt được nhu cầu của thị trường lao động. Vậy thì theo đánh giá của thầy Thanh Hòa thì đâu sẽ là những tố chất và đâu sẽ là những kỹ năng cần có của một sinh viên ngành đô thị học trong quá trình chúng ta học tập và theo đuổi lĩnh vực này trong tương lai ạ? Thì các bạn theo học cái ngành đô thị học, đặc biệt đối với quản lý đô thị, thì cái tố chất của các bạn là chỉ cần là các bạn có cái sự nỗ lực hết mình, và chúng ta có những cái sáng tạo trong việc học, tức là về khí khoa chỉ cần là các bạn nỗ lực và các bạn sáng tạo về cái có những cái tư duy mới để theo học cái ngành này, thì trong đó các bạn có để có được cái nỗ lực và những cái sáng tạo đó thì cái việc mà các bạn khắc phục được đó để cái những cái khuyết điểm của các bạn thì các bạn trau dồi, đọc tài liệu, tham khảo tài liệu và học thêm ngoại ngữ, là cái đó là nó sẽ giúp cho các bạn có những cái kiến thức mới, rồi có những cái sáng tạo mới và có cách nhìn mới về cái ngành học của mình đó. Và từ đó các bạn có thể trên cái cơ sở mà các bạn có được những cái thông tin từ việc đọc tài liệu rồi từ việc học ngoại ngữ vân vân, thì các bạn có thể tiếp cận được các cái tài liệu nước ngoài, tài liệu quốc tế, và những tài liệu đó sẽ giúp cho các bạn có những cái cách nhìn mới, những tư duy mới trong cái việc học cũng như trong cái việc mà chúng ta có thể ra trường. Thì đặc biệt đối với khoa đô thị đó, nhiều anh chị, nhiều các bạn sinh viên tốt nghiệp có cái trình độ ngoại ngữ tốt các bạn, thì sau khi tốt nghiệp xong thì những anh chị đó học tiếp những cái bậc thạc sĩ mà không phải trong nước, mà học thạc sĩ ở những cái nước ngoài, các cái trường có đào tạo về đô thị lớn trên thế giới, ví dụ như là Đại học Melbourne có cái ngành về quy hoạch đô thị, Urban Planning, hoặc là Urban Study. Thì với những cái vốn ngoại ngữ cũng như là cái kiến thức mà được trang bị khi học đại học đó, thì những các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp xong có thể có những cái kinh nghiệm làm việc sau 2 năm, thì các bạn có thể đã được xin các học bổng ở các trường lớn để học tiếp cái chương trình đô thị học. Thì điều này chứng tỏ là gì? Là cái chương trình đào tạo của khoa đô thị đã được cập nhật cũng như là cải tiến cũng như là cho phù hợp với cái chương trình quốc tế, với cái những cái trình độ quốc tế. Thì do đó các anh chị sau khi học xong đó, các bạn sinh viên học xong có thể theo các cái chương trình ở nước ngoài về lĩnh vực đô thị học, về lĩnh vực quy hoạch, về lĩnh vực quản lý đô thị. Thì như tôi nói, như các bạn khắc phục những cái điểm yếu các bạn, là các bạn phải nỗ lực, tức là một cái điểm mà các bạn cần phát huy trong quá trình học, tức là nỗ lực cái bản thân, rồi chúng ta phát huy cái việc học ngoại ngữ là cái cần nhất, rồi chúng ta sẽ có phát huy thêm cái sự sáng tạo, tư duy sáng tạo trong quá trình học, thì đó là để là các bạn sẽ thành công trong suốt 4 năm học ạ. Dạ. Và nỗ lực này, sáng tạo cũng như là trau dồi ngoại ngữ nó sẽ là những cái từ khóa để giúp cho các bạn mong muốn trở thành một sinh viên của đô thị học trong tương lai, có thể là chuẩn bị ngay từ bây giờ, hoặc là sẵn sàng tâm thế là mình sẽ chuẩn bị những cái hành trang để có thể phát triển tốt nhất trong ngành đô thị học trong tương lai. Dạ. Và theo như thầy Thanh Hòa đánh giá thì chương trình đào tạo của ngành đô thị học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có những cái điểm đặc trưng và đặc biệt nào so với những chương trình học tương tự ở trên Việt Nam hiện nay ạ? Chúng tôi đặt nặng về vấn đề cái chuẩn đào tạo theo chuẩn quốc tế, tức là nó theo cái mức độ đào tạo về đô thị học cũng như quản lý đô thị theo cái yêu cầu của quốc tế trong cái ngành này. Và thứ hai nữa là chúng tôi đặt nặng về vấn đề nâng cao cái năng lực thực hành cho sinh viên. Ngoài cái việc là cung cấp các kiến thức chuyên sâu, kiến thức mới đó, thì chúng tôi chú trọng tới việc nâng cao cái năng lực thực hành cho sinh viên. Thì cái năng lực đó được thể hiện qua các cái môn học, hoặc là chúng ta sẽ có những cái buổi kiến tập thực tế, thực tập thực tế. Chúng ta có trong suốt quá trình học thì các bạn sinh viên sẽ có 3 lần kiến tập.
đầu tiên là các bạn sẽ được đi kiến tập ở ngoài thực tế, ở những cái khu vực chẳng hạn như trong các đô thị trong nước. Rồi sau đó thì các bạn sẽ có kiến tập tại các cơ quan. Tôi cũng xin nói thêm cái chương trình đào tạo về đô thị học cũng như là chuyên ngành quản lý đô thị của trường Đại học Sinh Văn so với Đại học Kiến trúc, thì Đại học Kiến trúc cái chương trình đào tạo tập trung trong cái việc thiết kế đô thị, thiết kế về nhà ở, thiết kế về kiến trúc. Trong khi cái chương trình đô thị học quản lý đô thị chúng ta đi chủ yếu là vì hai cái chương trình nó có tính chất liên ngành, cho nên chúng ta đi mạnh vào cái khâu về quản lý. Chúng ta có quản lý về đô thị học, đô thị, chúng ta có quản lý về kinh tế đô thị, chúng ta phát triển về quản lý về văn hóa xã hội của đô thị. Để chúng ta đi sâu về cái mảng về quy hoạch đô thị. Quy hoạch đô thị đây là quy hoạch dựa trên cái gì? Dựa trên những cái nền tảng ví dụ như là văn hóa xã hội, kinh tế và những cái yếu tố liên ngành, chẳng hạn môi trường, rồi vấn đề về dân số, trình độ dân số, vân vân. Thì đó, thì chúng ta ở đây có tính chất liên ngành, cho nên chúng ta sẽ tổng hợp những cái yếu tố đó, thì cuối cùng những yếu tố tổng hợp đó nó giúp cho chúng ta quy hoạch và phát triển đô thị trở nên bền vững hơn. Chúng ta không đi nặng về vấn đề kỹ thuật, mà chúng ta đi nặng về vấn đề về cái tiếp cận liên ngành, tiếp cận về những cái tư duy tổng hợp để chúng ta quản lý, để chúng ta quy hoạch đô thị. Và trong các lĩnh vực khác thì về mặt kinh tế thì chúng ta với cái cách tiếp cận đó, chúng ta có thể phát triển kinh tế đô thị theo một cái hướng bền vững, chúng ta phát triển nhà ở đô thị theo một cái hướng bền vững, chúng ta phát triển cơ sở hạ tầng đô thị theo một hướng bền vững, và chúng ta quản lý cái môi trường đô thị cũng theo hướng bền vững. Tức là những cái hướng đó là cái hướng mà cả thế giới đang quan tâm. Và như vậy với cái sự bền vững đó thì cái việc mà chúng ta phát triển các cái mô hình của đô thị, ví dụ như mô hình đô thị xanh, mô hình đô thị tuần hoàn, mô hình đô thị thông minh đó, thì đó là những cái thế mạnh của sinh viên khoa đô thị. Có những cái kiến thức tổng hợp, chúng ta không đi sâu vào việc mà thiết kế ví dụ về nền móng hay là cấu trúc nhà, mà chúng ta đi thế là chúng ta khi chúng ta xây dựng các công trình đó có đảm bảo cho cái cuộc sống của người dân, rồi đảm bảo cho cái môi trường sinh sống nó tốt cho người dân hay không, nó có phục vụ cho cái phát triển của xã hội, phát triển bền vững của xã hội hay không, và nó có phục vụ các cái lợi ích cho cộng đồng hay không. Đó, thì khoa đô thị khi đào tạo ra sinh viên có cái nhìn tổng thể hơn về cái phát triển đô thị. Còn về mặt quản lý đô thị thì khoa nhấn mạnh cái việc là chúng ta quản lý đô thị sau đó sao cho cái đô thị đó được phát triển bền vững. Mà muốn được phát triển bền vững thì sinh viên phải nắm vững các kiến thức, ví dụ như là những kiến thức về quản lý đô thị. Thì trong kiến thức quản lý đô thị sinh viên phải hiểu được về thế là những cái môn học chẳng hạn như hình thái đô thị nè, xã hội học đô thị nè, rồi quy hoạch đô thị nè, rồi các cái môn chẳng hạn như là văn hóa đô thị nè. Rồi bên cạnh đó là muốn quản lý tốt thì trong cái lĩnh vực đô thị thì chúng ta còn phải hiểu được chính sách nè, chính sách luật đô thị như thế nào và phát triển chính sách làm sao, thì các bạn sẽ được trang bị những cái kiến thức đó. Thì ngoài lĩnh vực quản lý đó, chúng ta có thí dụ như là vấn đề về chính sách nhà ở nè, rồi chính sách về phát triển đô thị, trong đó thí dụ như là kinh doanh về bất động sản cũng là một trong những cái mảng về quản lý đô thị đô thị học chú ý. Rồi các bạn còn có thể học về mặt truyền thông đô thị đó, các bạn có thể tham gia trong các lĩnh vực truyền thông đô thị, ví dụ như là quảng cáo nè. Khi mà học cái môn đó, vì khi các bạn mà có học cái ngành đô thị học thì các bạn có cái môn là về truyền thông đô thị, thì cái môn đó hoặc là kỹ năng truyền thông hoặc là những kỹ năng giao tiếp thì giúp cho các bạn có thể hỗ trợ trong cái việc các bạn sau này trở thành các cái chuyên gia, các cái chuyên viên về tư vấn đó. Ví dụ các bạn phần lớn một số các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp đi làm đó, các bạn có thể làm trong các tổ chức tư vấn, ví dụ tư vấn về quy hoạch nè, tư vấn về phát triển các cái khu dân cư nè, tư vấn về trong cái chiến lược về kinh doanh bất động sản v.v. Và một trong những cái nhận định mà khi mà em tìm hiểu về nhu cầu của các bạn học sinh khi mà muốn tìm hiểu về ngành đô thị học, đó chính là có một số quan điểm thì cho rằng ngành đô thị học tại trường Nhân Văn thì có chương trình đào tạo nó vẫn còn khá là hàn lâm,
và cũng như là chưa có nhiều những cái thay đổi để có thể mang tính thực tiễn, nắm bắt được nhu cầu của xã hội. Nhưng mà rõ ràng là ban nãy em cũng đã nghe thầy chia sẻ rất là nhiều những thông tin về cơ hội việc làm của cử nhân ngành đô thị học, có rất là nhiều những cái môi trường mà để cho sinh viên có thể là phấn đấu cũng như là làm việc trong tương lai. Vậy thì em cũng muốn được nghe thầy sẽ chia sẻ lại một lần nữa về nhận định của thầy về chương trình đào tạo của nhân văn đối với ngành đô thị học, nó có thật sự là hàn lâm không ạ? Thông tin đó thật ra cũng không chính xác lắm. Thật sự là cái trong cái quá trình đào tạo trong những năm trước đó, thì khoa đô thị có một những cái hướng chủ yếu tập trung vào nâng cao tổng quát cho sinh viên. Tuy nhiên là trong những năm gần đây thì khoa chú trọng tới cái việc làm sao đó sinh viên có thể hòa nhập trong cái môi trường làm việc đa văn hóa đó, rồi môi trường làm việc quốc tế, cho nên khoa đã tiến hành xây dựng cái chương trình theo cái chuẩn mới, cái chuẩn của quốc tế để đáp ứng cái nhu cầu việc làm, nhu cầu thị trường đòi hỏi. Thì những cái thế hệ sinh viên sau này đó, họ đã đáp ứng được cái yêu cầu, nhu cầu việc làm của thị trường. Ví dụ như họ có thể tham gia trong các lĩnh vực về quản lý đô thị, chẳng hạn tham gia làm ở các cái sở ban ngành liên quan về đô thị, chẳng hạn sở quy hoạch kiến trúc, sở tài nguyên môi trường, hoặc là cái viện quy hoạch kiến trúc v.v. Hoặc là họ có thể làm các phòng quản lý đô thị ở quận huyện. Họ có thể tham gia vào trong các cái tổ chức, các công ty kinh doanh bất động sản. Rồi gần đây họ một số sinh viên có cái ngoại ngữ tốt đó, thì họ làm việc ở các cái tổ chức quốc tế, các tổ chức đầu tư quốc tế, ví dụ các công ty bất động sản quốc tế, các cái công ty đầu tư về xây dựng các cái chiến lược đô thị, ví dụ như là những một số cái tổ chức NGO đó, họ qua Việt Nam họ xây dựng các cái chiến lược phát triển đô thị, chẳng hạn như là chiến lược về an toàn giao thông, quy hoạch giao thông, rồi cấp nước đô thị, hoặc là trong lĩnh vực năng lượng đó, ví dụ thì một số bạn cũng có thể tham gia trong lĩnh vực đó. Cho nên khi trao đổi với MC thì tôi cũng nhắn các bạn sinh viên là chúng ta cái môi trường làm việc sau khi chúng ta tham gia, chúng ta được đăng ký vào ngành đô thị học, thì cái điều đầu tiên là các bạn phải lo cái ngoại ngữ, và cái ngoại ngữ nó quyết định cho các bạn rất là lớn về sau khi tốt nghiệp, tức là cái cơ hội việc làm, vị trí việc làm trong xã hội đó, là cái ngoại ngữ nó quyết định các bạn rất lớn. Thì đó là những cái mà tôi có thể trao đổi với MC. Dạ, và sau những chia sẻ của thầy thì rõ ràng có rất là nhiều những ví dụ về các cựu sinh viên đã rất là thành công ở nhiều môi trường khác nhau, và nó sẽ rõ ràng đấy là một cái minh chứng cho sự là chúng ta đã học được rất là nhiều những kỹ năng tại trường nhân văn và để có thể ứng dụng vào thực tiễn, chứ nó không hề đơn thuần là hàn lâm như là những cái lời đồn trước đó. Dạ, vậy thì không biết là trong thời gian sắp tới thì khoa đô thị học sẽ có những cái cải thiện như thế nào để có thể là nâng cấp chương trình học tập của mình để có thể bắt kịp với cái xu hướng của xã hội phát triển như ngày nay ạ? Thì để cải thiện chương trình của mới của khoa đô thị đó, thì dựa trên các cơ sở là lấy ý kiến của nhà tuyển dụng, lấy ý kiến của sinh viên, lấy ý kiến của các học viên đã đang học ở cái chương trình ở các trường đại học lớn ở trên thế giới, và ý kiến của các thầy cô giảng dạy. Thì khoa cũng như các cái chuyên gia hàng đầu về đô thị, về ngành đô thị ở Việt Nam, và đó cũng chính là những thông tin mà sự khác biệt giữa chương trình đào tạo của đô thị học tại Nhân Văn so với các môi trường đào tạo khác, và cũng như là những phương hướng phát triển trong tương lai của ngành đô thị học trong thời gian sắp tới. Và đó cũng chính là những cái thông tin rất là bổ ích mà về ngành đô thị ngày hôm nay đã gửi đến các bạn học sinh cũng như là quý bậc phụ huynh. Và nếu như có một lời khuyên để dành tặng cho các bạn học sinh ngoài kia đang rất là quan tâm đến ngành đô thị học và mong muốn trở thành sinh viên của khoa đô thị tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai, thì không biết là thầy Thanh Hòa sẽ có thể chia sẻ gì đến với các bạn học sinh ạ? Thì trường Đại học Nhân văn cũng như khoa đô thị đó là welcome, tức là chào đón các bạn đăng ký vào cái khoa đô thị. Thì có một cái lời khuyên là khi các bạn vào khoa đô thị thì các bạn cứ học nỗ lực hết mình, rồi cứ thoải mái trong cái công việc của mình hàng ngày để chúng ta theo đuổi. Và suốt cái chặng đường 4 năm học thì khoa, về phía khoa thì khoa cũng nỗ lực để, như hồi nãy giờ tôi nói, tạo điều kiện cho các bạn học có những cái kiến thức mới, những kỹ năng mới, và tích lũy một số kinh nghiệm thực tế để các bạn ra trường, các bạn có cơ hội tham gia thị trường lao động.
Và để làm điều đó thì khoa luôn luôn cập nhật, thay đổi và bổ sung cái chương trình mới, và cũng như hợp tác với các cái tổ chức quốc tế. Hiện nay khoa có những cái hợp tác với các cái tổ chức quốc tế, cũng xin thông báo các bạn, ví dụ như ở Nhật Bản, rồi ở Đức, về cái đào tạo, nâng cao cái kiến thức cũng như là kỹ năng trong quá trình học theo cái làm quen với cái môi trường làm việc quốc tế. Đó là cái cơ hội để giúp cho các bạn có thể vươn xa hơn những cái ước vọng mà các bạn mong muốn. Và vừa rồi quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đã cùng nhau lắng nghe những thông tin chia sẻ rất là bổ ích và cũng rất là nhiều kinh nghiệm đến từ ngành đô thị học, dạ đến từ thầy Thanh Hòa. Và một lần nữa thì em cũng xin được cảm ơn thầy Tiến sĩ Lê Thanh Hòa, trưởng khoa đô thị học, đã có mặt trong số phát sóng ngày hôm nay để có thể chia sẻ thông tin đến với các bạn học sinh cũng như là quý bậc phụ huynh. Và hy vọng là sau những chia sẻ của thầy ngày hôm nay thì đối với các bạn học sinh, những ai đang yêu mến ngành đô thị học sẽ ngày càng yêu quý lĩnh vực này hơn nữa trong tương lai, và những ai thì chưa tìm hiểu về ngành đô thị học cũng sẽ có thêm cho mình một kinh nghiệm về một lĩnh vực mới để giúp ích cho các bạn trong quá trình chúng ta chinh phục được nguyện vọng cũng như là lựa chọn nguyện vọng vào môi trường học tập trong tương lai. Và một lần cuối xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý phụ huynh và các bạn học sinh, và xin được hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.